Hello, chào cô chú chị đã chăn nuôi bánh trà. Hôm nay lên bộ mẹ con ha, mẹ siêu cọp nè. Đang ôm con đứa thứ ba. Đây. Qua. Con cái là tầm tháng mấy nè. Đó. Con cái là cực kỳ của chú chị, tháng mấy, 2 tháng thiếu đủ, tháng rưỡi, 2 tháng ha. Tháng rưỡi 2 tháng. Chân cẳng mẹ con nè, không có bú xe xuống rúng ruột gì hết. Thì một mẹ chịu cam lo không sao là 1m25. Mẹ là sừng da ha. Đó, xoay đầu này. Mẹ xoay đầu xoay lưng nghiêm chỉnh, xoay đầu xoay lưng nghiêm chỉnh, xoay lưng đây, xoay đầu xoay lưng nghiêm chỉnh. Con nè cực kỳ u nu, nó cũng con cá bê bê. Theo quan sát là chân rúng nè, vú là bốn vú đều rang cho chú chị đó. Không có bút xe trúng đúng được như hết hen. Thì bò này em bao lời đơm cho cô chú chị mình 3 tháng. Siêu lại dạy đòn nha chú chị. Do thời tiết mưa em không có dẫn là rồi con còn lưng đôi ha. Cực kỳ luôn con này. Không chê chỗ nào á. Con lưng đôi cực kỳ luôn. Chân cẳng con này đúng miếm hoàn bản không. Con đứt một cái chú chị. Hết lặng cái đứt. Đây. À, mẹ nè, mẹ về đòn liền lạc ha, mẹ siêu cọp rồi. Mẹ con này bò này giá là 19.500.000 đó, 19.500.000 là giá chốt tại chuồng nha chú anh chị. Mẹ con 19.500.000 giá chốt tại chuồng, thì cô chú anh chị nào ưng ý mua liên hệ rồi lú năm bao cho cô chú anh chị 3 tháng đó. Con này hiện bò này đẻ là một không chú anh chị. Đó. Cái lưng này thì hoàn thiện nha. Còn cô chú chị mình thấy cái dáng ưng ý mua được thì liên hệ. Rồi nè. Cực kỳ ha. Đây. Đây. Còn bộ mấy con thì cô chú chị mua thì làm giống sinh sản rất tốt. Thì mẹ siêu cọp mát sữa cực kỳ luôn cô chú chị. Đó. Mẹ con em lãnh hết, không có chân cẳng rồi đi đứng, không có bị xạ dò gì hết ha. Ú dò của cẳng không có luôn. Đó. Em lãnh cô chú chị mình luôn. Thì mình giao bò lên thì cô chú chị mình kiểm tra bò trước khi thanh toán ha. Bò thì nuôi hết đàn, giá này cực kỳ rẻ luôn, cô chú bán luôn đó. Bán cái thịt cái bê cô chú chị mình nuôi nha. Thì bò rẻ thì cô chú chị mua nuôi lúc này nè. Sau này mới lên ha. Đây. Cái nè. Nó lần. Má quỷ nó không hoàn toàn vậy. Đi lại đây. Đây. Rồi, giá cả em báo hay nhắc lại giá là 19.500.000 giá chốt tại chuồng. Thì mẹ con chiều cao mẹ em có đo là 1m25 bò. Mẹ con nghĩ giá tiền nào của nấy hết chứ gì, cực kỳ giá mẹ con giá rẻ 10 mấy triệu của mẹ con này nè. Con này tầm 2 tháng này đó, xanh luôn, nốt bán con cũng được, lợi được mẹ. Con lắc ú rực cái ba bê pin rực ú nụ ú nốt luôn.
Thì con màu đỏ mặt, con màu vàng lơm ha chú anh chị. Đó, con này đỏ mặt chiều cao đâu không sao, là 1m2 trở lại, khoảng 1m2, 1m19 trở lại ha. Đó, chân cẳng hà, quan sát hai con nè cô chú anh chị, không có con nào bú ấp xe xuống lúng được gì hết nha. Sái mặt sái lưng là nghiêm chỉnh, đầu đuôi rủi luôn hai con ha. Đó đây, sái lưng nè, đó, dài gu bật luôn, hai con này gu là gu bật ha. Đó, lưng đôi con nè, lưng đôi luôn, cái tròn tệ kìa không, con đỏ mặt nè. Đây, mét cao, mét 19, 20. Đó, đo nghe hư sao ha. Cực kỳ, đèn lạc, chân cẳng nè. Đó. Thì à, chân cẳng là em thấy là không có hiện tượng ở sưng gối gì hết em. Em bảo hành cho cô chú anh chị luôn, không có hiện tượng xuống lúng xuống lụt luôn. Đó. Hai con bò này mà mẫu cái Bulacin thì cô chú anh chị mua gì mình làm giống sinh sản rất là tốt. Làm bò nền đứng chuồng nữa ha. Ngon lành. Tới này. Con bên đây con màu bánh mì này, bò vàng lơm thì cũng đầu trụi luôn. Chiều cao đo là 1m25 nó không sao ha. Sai đầu thì mặt nghiêm chỉnh. Nó chân cẳng nè, xương sóc xương to của chú anh chị. Lúng yếm ha. Chân cẳng nè. Chân bốn chân trụ đứng thẳng băng luôn chú anh chị. À. Rồi thì hai bò này anh chủ nhà anh bán giá là 33 triệu giá tại chuồng nha. Giá 33 triệu giá tại chuồng. Mong cô chú anh chị thấy giá ưng ý được mua thì liên hệ cho em. 33 triệu giá tại chuồng. Hai con này cô chú anh chị mua là một giống nền sinh sản Bulacin. Đó, đây là sao lên tàn nó dữ dằn luôn, chân cẳng ha. Cực kỳ luôn. Đây. Rồi, giờ mong cô chú anh chị thấy giá rồi đó. Em cũng gửi hình ảnh giá cả hết là mong cô chú anh chị thấy giá được bò này, liên hệ cho em ha. Đúng mấy mượn bài bản ra. Hey. Rồi, nhắc lại giá là hai con này giá là 33 triệu nha. Rồi. Giờ hình ảnh giá cả em có gửi cho cô chú chị xem hết rồi, mong cô chú chị thấy giá ưng ý mua được thì liên hệ cho em. Ê. Cực kỳ không? Hai con bò nè, đẹp như mơ luôn cô chú chị. Đó.